Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị các bạn đang xem video một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Vâng, hôm nay em Lợi lại tiếp tục review, giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị các bạn đang xem video một cái sản phẩm mà bên em mới lấy về. Một cái chiếc xe Nissan Navara sản xuất năm 2018, số tự động, một cầu máy dầu bản Premium. Xe chạy đúng 5 vạn. Vâng, xe thì dành cho ưu tiên dành cho những anh em ở Bắc Giang. Anh em Bắc Giang đâu rồi? Toàn bộ xe thì khá là đẹp đây. Chất xe 5 vạn, lốp còn theo xe nguyên một dàn, sơ cua chưa chạm đất. Toàn bộ xe màu xám lông chuột, cực kỳ đẹp đây quý anh chị ơi. Xe Nissan Navara sản xuất năm 2018, số tự động, một cầu máy dầu. Và chiếc xe này thì cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý khách hàng nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng, lên đến 6-70% giá trị của xe. Đây là toàn bộ cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe. Với cái chiếc xe này thì từ đèn pha, đèn gầm của chiếc xe thì đều zin theo xe và đều đẹp nguyên bản từ đầu. Cabo của chiếc xe thì phần đầu cabo sơn zin. Đấy. Đèn và ba đờ sốc phía trước của chiếc xe thì khá là đẹp. Và đặc biệt xe thì được bác chủ độ cam 360 nhá. Đây là cái cam 360 độ của chiếc xe. Màn hình và cam 360 thì đều được bác chủ nâng lên đồ chơi khá là đẹp. Đây là toàn bộ cái phần lên sườn của chiếc xe. Đó. Xe màu xám và toàn bộ xe sử dụng động cơ máy xăng, máy dầu 2.5. Máy dầu 2.5 thì đi khá là tiết kiệm, 6-7 lít 100 cây. Và toàn bộ xe thì nhập nguyên chiếc Thái Lan, nên là quý anh chị sử dụng một cái chiếc xe nhập thì thân vỏ độ cách âm cũng khá là tốt. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo 5 tháng. Và bên em Lợi cũng nhận mua bán trao đổi tất cả các dòng xe ô tô trên mọi miền Tổ quốc. Khi quý khách hàng nào mà có nhu cầu mua bán trao đổi xe ô tô đã qua sử dụng, nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Xe chạy đúng 5 vạn là quý anh chị ạ. Đấy, bản Nissan L Premium. Xe đăng ký biển Bắc Giang, tên cá nhân, một chủ từ mới, 98C17745. Đấy. Với góc quay này thì quý anh chị nhìn thấy cái đồng vỏ xe rất là căng và đẹp. Đấy. Toàn bộ xe nó căng và đẹp, bóng. Đấy. Có thể soi gương được trên cái chiếc xe và toàn bộ sơn zin, nên là độ bóng của cái phần vỏ của cái xe nó rất là đẹp. Từ các cái đèn hậu của chiếc xe này, nó còn nguyên bản và xe thì được trang bị cam lùi zin theo xe của hãng. Màn hình và cam 360 thì đều được bác chủ trang bị. Tất cả lốp thì đều là lốp 2018. Em Lợi đã kiểm tra đều đát 2018 đây. Toàn bộ đát lốp này tuần thứ 20 năm 2018, đều theo năm sản xuất của chiếc xe. Và lốp còn khá là dày, chất xe 5 vạn. Đây là toàn bộ chassis của chiếc xe thì không mục mọt, không cắt nối gì. Tất cả chassis thì không bị hoen gì, mục mọt. Bậc lên xuống của chiếc xe và lên sườn là rất là mới. Quý anh chị nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu. Em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Và quý khách hàng cho em xin một lượt đăng ký kênh và một lượt ấn chuông theo dõi màu đỏ để cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo 5 tháng. Đây là toàn bộ cái phần đèn pha của chiếc xe này, nó khá là đẹp đây. Đèn pha zin xịn sò và đèn gầm. Đấy. Tất cả các cái mặt ca răng phía trước đều mạ chrome và biểu tượng mặt ca răng phía trước của Nissan khá là chắc chắn. Phần đầu của chiếc xe từ các cái khe hở ba đờ sốc này nó đều và khít. Tất cả các cái cabo là tôn vỏ nó rất là mỏng. Đấy, khung gầm của chiếc xe thì em Lợi đã chạy thử, toàn bộ chạy khá là chắc
và bốn cánh cửa cốp trước cốp sau cabo đều là nguyên zin theo xe. Cam 360 lốp đây, lốp này cũng đắt 2018 này quý chị này, cùng tuần cùng đắt hết toàn bộ, và các phần cu lốp này khá là đều. Đấy, xe màu xám lông chuột và cam 360 này được trang bị đầy đủ. Bậc lên xuống của chiếc xe, từ các bậc lên xuống nó chắc chắn và nó không bị móp méo ở cái phần phía đầu này. Đấy, toàn bộ đều vuông vắn và đẹp. Tay nắm mạ chrome chắc chắn. Đấy. Đây là về cái phần nội thất bên trong của chiếc xe thì được trang bị nội thất ghế da màu cam. Tất cả các khung cột của chiếc xe, các cái táp ly, cánh cửa đều là nguyên zin. Khung cột táp ly, cánh cửa của chiếc xe đây, nội thất rất là đẹp. Và đặc biệt là cái phần sàn của chiếc xe thì được trải sàn 5D. Đấy. Khung cột táp ly, cánh cửa đều rất là mới. Các cái phần chỉ cánh cửa này nguyên zin. Và các cái ốc khóa đều chưa tháo lắp. Tay nắm này, táp ly, cánh cửa, gương gập điện, gương kính điện, tổng khóa tổng đều hoạt động khá là tốt. Và các cái phần nhựa này, da gà, da cóc và móc khóa đều chắc chắn và zin 100%. Ốc khóa bản lề này chưa tháo lắp. Đây, toàn bộ vô lăng của chiếc xe này nó mới. Đấy, rất chỉ là mới đó quý anh chị ạ. Vô lăng cực kỳ mới, hai bên nó đều. Và cái phần bóng khí của vô lăng là nguyên zin. Chất xe là 5 vạn chuẩn nha quý anh chị ơi. Toàn bộ chìa khóa thì còn đủ 2 chìa khóa. Đây em vặn chìa khóa cho quý anh chị xem này. Audio của chiếc xe là 5 vạn 9 chuẩn, cam kết size tặng xe luôn. Đấy. Vô lăng củ số táp ly cực kỳ đẹp. Đây, toàn bộ cái củ số của chiếc xe chất 5 vạn. Xe sử dụng hộp số tự động. Và màn hình của chiếc xe này. Vâng, em đợi đang giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị các bạn xem video. Một chiếc xe Nissan Navara sản xuất năm 2018, số tự động, bản Premium. Đây là cái phần táp ly cánh cửa đây. Đấy. Phần cột nội thất ghế phía sau này cực kỳ đẹp và nguyên zin. Trần của chiếc xe là trần để nguyên bản từ đầu. Vâng, riêng cái dòng Nissan Navara thì có thêm cửa gió điều hòa phía sau, nên là cái hàng ghế phía sau nó khá là mát. Đây, toàn bộ cái sàn lót thùng phía sau của chiếc xe thì không chở hàng, nên là cái lót thùng cũng khá là đẹp đấy quý chị ạ. Hai bên thành lót thùng thì không bị móp méo gì. Xe ốc cột sau này zin 100%. Đấy, nên là không có dấu hiệu đâm xô từ phía sau. Đấy, toàn bộ cái chỉ sau là nguyên bản hết từ đầu. Đây là hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe. Toàn bộ nội thất khung cột cánh cửa bên phụ này nó khá là đẹp, nguyên zin hết từ đầu. Nội thất trước và sau thì đều màu nhau theo thời gian. Và toàn bộ khung cột của chiếc xe nội thất rất là mới nhé. Đây, tem mác của chiếc xe nguyên bản hết từ đầu. Và các cái phần bậc lên xuống này, trải sàn 5D này, bậc lên xuống này khá là đẹp. Và ốc cột, ốc khóa bản lề đều chưa tháo lắp. Đây, toàn bộ các phần chỉ cánh cửa là nguyên zin. Táp ly cánh cửa, kính của chiếc xe đều hãng Nissan. Khoang máy của chiếc xe đây, chất xe máy 5 vạn thì quý anh chị không phải lo nghĩ gì về máy đâu. Đấy, toàn bộ cái ốc cabo là zin 100%. Đấy. Máy thì cực kỳ đẹp và máy thì bên em lợi đã cho dọn vệ sinh rồi. Toàn bộ máy cổ bô cổ xá rất chỉ là sáng này. Đây, 4 phanh ABS này. Máy này rất chỉ là đẹp nhé.
Đấy, máy rất là đẹp quý anh chị ạ, máy dầu. Các cái phần cabo chống nóng của chiếc xe nó đều và đẹp. Và đây là cái tiếng động cơ của chiếc xe đang hoạt động đây. Máy dầu 2.5, máy chạy khá là êm. Tất cả các cái phần ốc đầu này zin 100%. Động cơ máy nổ khá là êm được quý chị ạ. Vâng, vừa rồi em Lội vừa giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị các bạn đang xem video một cái sản phẩm xe ô tô mà bên em Lội vừa mới nhập về, đó là chiếc Nissan Navara sản xuất năm 2018, số tự động bản Premium. Quý anh chị nào mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lội qua số điện thoại 0985 56 265 090. Xin chào, gặp lại quý vị các bạn.